Hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh của mình, chúng tôi Nhật Đức. Hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là cái công tắc đèn gầm của Vina HD, từ HD65 8899 lưu mai tim 110S, 700M, thậm chí là 120SL, toàn bộ dùng công tắc này. Đây là công tắc đèn gầm các bạn nhé, công tắc đèn gầm xịn sò 100% hàng chính hãng luôn. Anh em đến nhiều anh em hỏi mình công tắc đèn gầm hoặc là mua công tắc này và chế vào những cái chỗ chờ các bạn, thì các bạn có thể lắp vào những cái bộ phận khác như kiểu quạt, đèn, các thứ khác chế thêm. Con này là bao gồm 6 chân các bạn nhé, hàng xịn 100% chính hãng luôn. Đây các bạn này, xịn sò 100% chính hãng luôn. Đây, có một cái nhận lọc trong một cục. Đó các bạn thấy không, đèn xịn 100% luôn. Anh em nào mà bị hỏng cái công tắc này hoặc là có nhu cầu mua công tắc này mà gắn vào những cái nút chờ các bạn trên xe ấy, anh em ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038. Và anh em có thể là mua cái chức năng này, chúng ta có cậy từ cái mặt này ra các bạn nhé. Các bạn nhìn này, nó có hai cái phe này các bạn này. Đó, hai cái chốt đây, các bạn cậy cái chốt này ra xong các bạn đưa cái biểu tượng các bạn vào cũng được. Đấy, ví dụ như các bạn chế sang công tắc khác không cần đèn, chúng ta có thể đặt cái hình khác vào đây thoải mái các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều hay luôn. Đấy, lắp vừa tất cả các dòng xe Hyundai HD ở Việt Nam mình, xịn sò 100% luôn. Cảm ơn anh em đến sản phẩm này nhé, hẹn gặp lại anh em ở sản phẩm tiếp theo.